Hello, xin chào tất cả anh em, em Minh dân tộc đã quay trở lại với các anh đây, nhưng mà lại ở một cái phiên bản khác, đó là phiên bản mặc áo. Ok, trưa nay thế nào nhỉ? Cái clip này nó sẽ xuất hiện sớm hơn, nhưng mà trưa nay nhà mình có chút việc, thế là bị mấy ông anh gõ cho đâu đó tầm khoảng đôi chục chén rượu, nên là say quá ngất ngửa, bây giờ mới dậy anh em ạ. Nên dậy cái là phải sang phòng bên kia lấy ngay cái mũ về để nhìn cho nó thân quen đã. Anh em hay bảo tôi là phải đội xịp trên đầu, không đội thì anh em lại bảo là không phải là anh Minh, không phải là em Minh của chúng tôi, đúng không? Nên là lấy về ngay. Ok, thì theo mình mới biết thì chiều nay thì Vida Game nó đã update một số thứ ở trong cái tựa game Quyền Vương Chiến này rồi. Đầu tiên các bạn nhìn thấy là đã update sao của mình chưa update vậy? Thế là ở đâu đó update tướng mới mà. Đâu nhỉ? À đây. Thấy đâu đó update bộ đôi Hanzo trong tem ám sát bí mật, cùng với đó là Hawat Mazu trong tem hấp huyết đao. Thì bộ đôi này thì thật sự theo mình thì nó cũng bình thường thôi. Nó không đến cái mức gọi là hot hủng như các bạn nghĩ về cái bộ đôi này. Các bạn nhìn thấy thằng Hanzo Hatoshi này thì đây là một thanh niên trong tem ám sát bí mật, và đây là một thanh niên gần như là cuối cùng không phải là thanh niên cuối cùng trong tem ám sát bí mật đâu. Sau này chúng ta còn Leona SSR nữa, đúng không? Thì chúng ta mới hoàn thiện được tem ám sát với vai Major này, vai này, Major này, Hander này, Hanzo này, Leona này, với cả con gì nhỉ? Andy à? Mình không nhớ là con nào cho lắm, nhưng mà về cơ bản ấy, thì con Hanzo Hatoshi này, Hattori này, về cơ bản là về sau này các bạn cũng có thể up nó lên được SSR nhá. Cho nên là bạn nào có xác định mà chơi tem ám sát thì nên lấy Hanzo về. Mình khẳng định với bạn luôn là 100% con Hanzo này lên được tư chất SSR nhá. Sau này ở trong thần khí của nó ấy, sẽ có bảng thần khí nâng nó lên tư chất SSR nhá. Nhân vật tiếp theo mà chúng ta phải để ý đến đó chính là Hawat Maru, đúng không? Một trong ba thanh niên của tem Samurai Sarao về đây, đúng không? Hawat Maru ở trong truyện mạnh lắm các bạn ạ, đúng không? Hawat Maru trong truyện mạnh vãi cả xít luôn, vì là người đã giết Akasuma đấy. Đây là nhân vật giết Akasuma nhé các bạn nhé. Sau khi mà Akasuma ăn trộm cái thể xác của con trai của Hanzo ấy, thì thằng Hawat này là cái thằng giết Akasuma đấy các bạn nhé. Về sau Akasuma mạnh như thế nào ở trong game thì các bạn biết đấy, chứ cái thằng tóc đỏ mà có cái skin mà đánh lan toàn bộ đồ mà kỹ ấy các bạn, mà các bạn hay xem trên clip của kênh mình ấy, thì đấy là thằng Akasuma nhé. Và người giết Akasuma trong chuyện chính là Hawat Maru. Đây là một nhân vật tư chất SR và không thể lên được nữa. Cho tem hấp huyết đao thì có lẽ là mình sẽ không nói quá nhiều thêm về nhân vật này nữa. Cái này thì để về sau thì các bạn sẽ tự tìm hiểu, đúng không? Chúng ta sẽ có clip riêng về những nhân vật này. Tiếp đến một cái update mà theo mình nghĩ là tất cả các bạn đều bất ngờ. Bản thân mình khi mà nghe nói đến cái update này mình cũng bất ngờ. Đó chính là cái update tiềm năng các bạn. Update tiềm năng hay các bạn còn gọi là update tiềm năng, hay các bạn còn gọi nó đây là gọi là gì nhỉ? Hay còn gọi là bát môn, mở môn đấy, đúng không? Hay là tính năng gọi là nguyên tố đấy, đúng không? Ở đây thì gọi là tiềm năng, còn ở các khác chỗ khác thì gọi là nguyên tố. Vì thực ra 8 cổng của bát môn ấy, nó là tượng trưng cho 8 cái nguyên tố thì phải: đất, nước, lửa, sét, các thứ ấy. Thì ở đây thì chúng ta nhìn thấy này, ngày hôm nay thì Vinagame đã cập nhật cái tính năng tiềm năng này rồi. Mình sẽ đọc qua một chút về cái tính năng này nha các bạn nhé. Ở đây nó không nói à. Đây, tiềm năng thì các bạn nhìn thấy này, ở đây nó có 8 cổng đúng không? 8 tiềm năng, hay chúng ta gọi là 8 bậc ấy. Ở đây ghi ở theo cái cách gọi của Vinagame là 8 bậc đúng không? Mở bát môn, bát bậc ấy. Bình thường chúng ta gọi là bát môn thì đây gọi là bát bậc đi ạ. Ok. Mỗi võ sĩ các bạn nhìn thấy là võ sĩ nào cũng có thể mở được tiềm năng nhé các bạn nhá. Và yêu cầu của nó là gì nhỉ? À đây, yêu cầu của nó, nếu mà các bạn nhìn này, cái yêu cầu của tiềm năng là tăng đến cấp 10 có thể đột phá. Có nghĩa là các bạn nhìn thấy cái chấm này không? Các bạn nhìn thấy 1, 2, 3, 4, 5, 5 cái chấm đen đen này ở đâu? Ở đây không? Có nghĩa là chúng ta phải hết, chúng ta tăng hết 5 cái chấm đen này, xong rồi nó
nó lại lặp lại một lần nữa đúng không? Thành chấm đỏ thì phải, mình nhớ như mình nhớ một lần là mình nhìn thấy cái ở tăng sao lên 6 sao nó lại đè vào cái chấm đầu tiên này, nó thành một cái chấm đỏ này. Đó là cái 10 điểm mà có thể đột phá nhá các bạn nhá. Và yêu cầu tướng là cần phải đạt đẳng cam trở lên. Nếu như các bạn không đạt đẳng cam thì các bạn sẽ không thể nào mà sử dụng được cái tính năng tiềm năng này. Đây là một cái tính năng mà cực kỳ thú vị và gọi là gì nhỉ? Nâng tầm võ sĩ lên rất là nhiều nha các bạn nhá. Mình đơn cử như các bạn đó là Kula chẳng hạn. Mình đơn cử cho các bạn như là Kula chẳng hạn. Thì các bạn đã có xem video clip ở trên kênh mình rồi đấy. Kula mà sau khi thức tỉnh chắc đến tầm khoảng lục môn gì đó thì nó sẽ khai mở một cái bộ skill mới. Không còn là skill đánh đánh một hàng dọc kẻ địch nữa mà là skill đánh toàn bản đồ đúng không? Và lúc đó các bạn sẽ thấy sức mạnh thật sự của Kula khi mà đột phá đến cái tầng thứ 6. Đến đó là như vậy đúng không? Thì bây giờ mình sẽ khai mở cái tiềm năng này nhá. À các bạn nhìn thấy này, để khai mở tiềm năng thì hiện tại thì ở nhất môn thì các bạn nhìn thấy này, yêu cầu chúng ta nhìn thấy này, có bình thuốc cường hóa này, có nguyên liệu cùng với đó là cái đá kỹ năng. Cái cách nhận này các bạn nhìn này, cái đá kỹ năng này trong tầm bảo tiềm năng nhận được. Đây các bạn nhìn đến này, hiện tại thì các bạn nhìn thấy đây là một cái tính năng ở trong cái chỗ máy rút đấy. Hôm nay nhất nhận tỷ lệ úp đá kỹ năng 70%. À ở bên này thì các bạn nhìn này, nó có một cái bảng thông báo này đúng không, có nghĩa là hôm nay nhận tỷ lệ úp đá kỹ năng là 70%. Ở đây thì chúng ta có hôm nay đài bò nào tích chữ dùng kim cương khôi phục. Ở đây dạng như kiểu là hôm nay đã mở một trên 4, có nghĩa là dạng như kiểu chúng ta đây là cái free này các bạn này, đây là đá kỹ năng à. Chắc nó có ôi ui à đây đá kỹ năng nguyên liệu dùng để tăng tiềm năng đấu sĩ, đá kỹ năng ok nha các bạn. X2 lên à, nếu mà các bạn X2 lên thì các bạn sẽ nhận được là 6 viên đúng không? Ngon đấy nhỉ, X2 lên mà được 6 viên là ngon đấy nhỉ. Kim cương ở này hơi đuổi nhỉ, nhận này, X2 lên là 6 viên này, 24 kim cương tăng tốc, hôm nay đã mở 2 trên 4, có nghĩa là một ngày nó sẽ cho các bạn free 4 lần à. Ở đây nếu mà hiểu theo ý của mình thì có lẽ là một ngày nó sẽ cho bạn free 4 4 lần. Và sau 3 giờ, sau 4 tiếng nữa, hiện tại bây giờ đang là đâu đó tầm khoảng 6 rưỡi thì 4 tiếng nữa tầm khoảng 10 rưỡi chúng ta sẽ quay lại một phát nữa và chúng ta sẽ mở được đúng không? Còn bên này các bạn nhìn thấy này, tốn 50 kim cương thì các bạn sẽ mở mở được luôn đúng không? Và mỗi ngày nó giới hạn các bạn là 10 lần. Đây các bạn nhìn này. Mỗi ngày nó giới hạn là 10 lần này các bạn này đúng không? Mỗi ngày nó giới hạn là 10 lần dùng kim cương mở khoáng hiểm có xác suất mở ra đá thức tỉnh các bạn này. Đây mình sẽ thử mở 50 kim cương cho bạn xem nhé. Một đá tấn công và một đá kỹ năng. Cái đá tấn công này thì dùng để mở môn cho nhân vật công nhé các bạn nhé. Đá kỹ năng này thì dùng mở môn cho hệ kỹ năng nhé. Thế thì chúng ta có còn một loại đá nữa, đó là đá phòng thủ đúng không, để mở môn cho những võ sĩ thủ giống như kiểu là Rugal này, Athena các kiểu đúng không. Cái phần thưởng ở đây các bạn có quyền lựa chọn đúng không, một là các bạn sẽ nhận luôn phần thưởng về, hai là các bạn sẽ x2 phần thưởng lên hoặc là hết đúng không. Cái phần tiếp tục mở này nó vẫn ở cái cũ. Thì ở đây các bạn nhìn thấy hiện tại chỉ có đá tấn công một và kỹ năng một mà thôi, cho nên chúng ta không x2 làm gì cả. Vì nhá, vì tại sao mình nói như thế, chúng ta không nên x2 thì ở trong có rất là nhiều trường hợp các bạn mở ra cái thì nó được tầm khoảng 2 đến 3 viên luôn một lúc ấy, cho nên là các bạn lựa chọn lúc nào nó nhiều nhiều một tí để các bạn x2 đúng không, chứ bây giờ x2 giờ lỗ lắm. Ok tiếp mình sẽ mở tiếp một lần nữa cho các bạn xem. Ui, đấy các bạn thấy không, ngon đâu, bữa nãy mình chỉ có 2 viên, lần này mình có 4 viên và x2 lên mình có tận 8 viên liền, và chắc chắn là cái này mình sẽ x2 lên để các bạn này đúng không. Chúng ta có hai đá kỹ năng này, một đá tấn công và một đá phòng thủ đấy. Ui 18 cái đá phòng thủ ở đâu ra mà nhiều vậy. Và đây là cái phần thưởng mà các bạn lựa chọn, cái này chắc chắn là tôi sẽ lựa chọn ngôi sao hy vọng x2 lên rồi các bạn đúng không, ngon đúng không, x2 lên này ra được thành 8 viên nhận nhá. Hình như là cái nhấp đá vụ này các bạn nhìn này, mỗi ngày mở 10 lần đúng không. Ui đủ, tôi có định ấn đâu, một đá tấn công một đá kỹ năng nhận. À các bạn nhìn này, nó bắt đầu tăng lên 100 kim cương rồi này các bạn này. Ui tôi chết tôi rồi. Á đủ, bọn này nó lừa thật đấy. Á đủ, ấn vào cái viên đá này nó cũng
Đủ mẹ bọn Vinagame nó lừa đảo thật sự ấy, tôi tưởng là phải nhấp vào đây nó mới được đúng không? Tôi đang phân tích, chuẩn bị phân tích cho các ông hiểu là tự nhiên mất oan 100 kim cương. Bây giờ lên đến tầm khoảng 100 kim cương này thì mình nghĩ anh em nên dừng lại đấy, anh em đừng nên nhấp vào đá vụn nữa. Mỗi ngày anh em nhấp đâu đó tầm khoảng 2 3 lần giúp mình thôi đúng không? Nếu mà anh em đỏ ấy thì nhấp nó sẽ được nhiều đá thì anh em pick 2 là hợp lý rồi. Mình không ngờ Vinagame nó chơi bẩn vậy, mình cứ nghĩ là phải nhấp vào cái đá vụn này này đúng không? Giống như chúng ta nhấp vào đây ấy thì nó mới gì nhở, nó mới dùng để nó mở cái này, ai ngờ nhấp vào cái viên đá này nó không bị luôn. Ê, Vinagame chơi bẩn thật sự đây anh em ạ, quá là bẩn bựa đến từ những thành viên Vinagame. Ok, vậy là chúng ta đã nhặt được vô số đá để có thể up môn rồi. Như các bạn nhìn thấy mình đang có 30 viên đá kỹ năng ở đây. Hiện tại thì mình sẽ ưu tiên up môn của võ sĩ nào trước nhỉ? Kula trước nhá, đây là một nhân vật mà chắc là rất nhiều các bạn thích đúng không? Mình sẽ ưu tiên Kula trước đúng không? Đây là một nhân vật mà mình nghĩ là các bạn thích rất là nhiều nên mình sẽ up Kula lên trước để chúng ta xem ta đột phá lên được đến 10 tầng của Kula nhá. Cái tầng đầu tiên ở trong nhất môn các bạn nhìn thấy là tốn tận 2 viên đá liền đúng không? Mình sẽ up thử nào. Tăng 396 lực chiến, ui tăng lực chiến nhiều vậy. Mỗi lần mất 2 viên. Vâng. Đến cái tầng thứ 3 thì các bạn nhìn thấy là mất đến 3 viên rồi. Ủa, tốn thật sự ấy, nguyên liệu cũng tốn rồi các bạn. À, nguyên liệu không tốn lắm, chủ yếu tốn đá thôi các bạn. Kula lên 67 cái lực chiến rồi, khỏe thật sự ấy. Đó, 5 rồi nha các bạn nha. Đến bậc 5 rồi nha các bạn nha. Bậc 5 là mỗi lần tốn, ui ồ, bậc 6 này. Kula 67 rồi này. Ờ, thiếu ở đây à. Càn quét 10 lần thôi anh em. Ây à, vẫn thiếu à. Bậc 7 này anh em này. Đó, à, các bạn nhìn thấy không? Lực chiến lên nhiều không? Kula đang hiện tại lực chiến đang ở mức 68.377 rồi. Đó, đây là lực chiến nha các bạn nha. Tiếp theo thì chúng ta sẽ up võ sĩ nào lên nhỉ? Tiếp theo thì mình nghĩ up thanh niên nào lên nhỉ? Chúng ta có 10 viên này thì mình sẽ thử up. Nói chung là sau này cũng sẽ up hết thôi. Hiện tại thì mấy viên công này thì mấy viên thủ thì các bạn thủ thì mình sẽ các bạn nhìn này, tất cả các bạn nhé, các bạn nhìn này, tất cả võ sĩ lên cam đều có thể mở được. Nhưng mà mở thì nó, các bạn nhìn này, mở thì nó lại mở thì nó các bạn, à con này mở rồi, cũng mở rồi. Mình đang phân vân là cái này mình sẽ up cho võ sĩ nào. Mình sẽ thử cho thằng Kyo một nháy xem nó lên bao nhiêu lực chiến nhé các bạn nhé. Xem là cái bọn SR mà đi lên từ chất đểu này đi lên này, xem nó tăng nhiều không ạ. 359 này. Mình thử cho ca phẩy nào các bạn. 375. À đấy các bạn nhìn thấy không? Có nghĩa là nếu từ chất xịn nhá. Đây để tiếp theo đến Ioli này. 367. Ờ, thế này thì nó lại phụ thuộc vào cái gì nữa nhỉ? Cũng đều lên như nhau nhá, 165 cộng 65 cộng sinh lực đây các bạn nhìn đấy này. 3200 này, 140 55. Đấy các bạn nhìn nhá. Các bạn nhìn thấy Kyo cũng là từ chất SR, gọi là SR đều đấy các bạn. Có cái thuộc tính cơ bản của Kyo nó chỉ lên 140 điểm tấn công này, 55 phòng thủ và 2850 sinh lực. Thì ca phẩy này, 165 cộng 65 cộng 3200 này. Iori cũng 165 cộng 65 cộng 3002 đúng không? Tư chất xịn bao giờ nó cũng phải khác bọt đúng không anh ạ? Khác bọt hơn so với tư chất đẻo. Ok, để sẽ nâng tiếp phát nữa này. Đó, 374 đến từ ca phẩy. Đây còn một viên nữa đúng không? Vừa đủ đúng không? Mình sẽ up nốt. Đủ rồi, thế này thì bao giờ mới có thể up nổi một con bot lên được nhỉ các bạn nhỉ? Sau này đến cổng thứ 10 các bạn còn tốn cái gì nhỉ? Cái hồn sách hay là hồn huy hiệu nữa cơ, chứ không phải là nó đã chỉ tốn nguyên đá đâu các bạn ạ. Sau này ấy, mở những cổng tiếp theo ấy, các bạn còn tốn cả nguyên liệu của sách này, nguyên liệu của huy hiệu này, sau đó cả hồn vũ khí nữa cơ. Còn mảnh võ sĩ thì hiện tại mình vẫn chưa thấy tốn, là một cái điều khá là bất ngờ. Mình có một cái điều khá bất ngờ đó là hiện tại thì như mình đã biết là tất cả những cái tựa game khác ấy, khi mà các bạn nâng môn ấy, mở tiềm năng như thế này ấy, thì nó sẽ tốn mảnh võ sĩ chứ nó không tốn nguyên liệu đâu, nó không tốn nguyên liệu kiểu này đâu, mà nó sẽ tốn cả mảnh võ sĩ nữa. Nhưng mà sang cái tựa game này nó vừa tốn nguyên liệu này, xong nó lại còn tốn một cái gọi là cái đá để thức tỉnh nữa.
đá để thức tỉnh cái tiềm năng này nữa, thật sự là hút máu, game thật sự là hút nói anh em ạ. Và mình khẳng định với các bạn đến cái thời điểm hiện tại này thì mình có thể khẳng định với các bạn là dù các bạn có VIP cao như thế nào đi chăng nữa mà các bạn không nạp thì các bạn cũng không thể nào mà chơi được. Thề luôn các bạn, dù các bạn có VIP cao như thế nào đi chăng nữa mà các bạn không nạp, một tháng các bạn không nạp đâu đó vài đồng vào thì thật sự mình thề với các bạn không chơi nổi tựa game này đâu. Đến bây giờ mình phải công nhận là sau bao nhiêu lâu chơi những cái tựa game không hút máu và bây giờ đập vào anh vì nhà giàu này cả là mình biết liền. Ok, xem nào, bài trận là không để Lugo vào đây ạ. À, tại Lugo lượt chiến đang hơi ít đúng không? Chúng ta làm một vài game với thanh niên Rit Ruger đúng không các bạn? À, hai con này vừa mở thêm một ít môn Kula đâu nhỉ? Kula mở đến cổng thứ 6, thứ 7 mà lại không cho vào thì nó lại hơi điêu điêu. Đây, ok, để thế này đi. À, chúng ta lại làm test nghịch một vài game trước khi nghỉ nhé các bạn nhé. Bá chủ 41 ngày. Lực chiến bây giờ các bạn nhìn thấy bỏ một cái khoảng cách gần như là gấp đôi à? À ừ, gần gấp đôi đấy các bạn. Với một hit KO lực chiến tổng đang là 367.000 thì Legend Yori đã 655.000 rồi. Càng về sau thì cái khoảng cách nó càng lớn nha các bạn nhé. Và một hit KO đang chơi một cái team gọi là khá là tạp nham và linh tinh nha các bạn nhé. Có lẽ thanh niên này cũng đang ẩn mình gọi là âm mưu thực hiện một cái team nào đó. Để các bạn nhìn đến đây, lửa thì có hai chú này, võ học tối cao hai chú này, nói chung là nó chưa đâu vào đâu cả. Có lẽ các bạn ấy đang âm mưu cho những cái lần tiếp theo đúng không? Để còn cầm thêm ba cái chiến hồn tím thế kia thì không ăn thua được. Ủa, vào cái lên nộ luôn. Áp sát. Áp sát à, áp sát không có đam là do cầm chiến hồn vô địch nha các bạn nha. Tiêu giờ cũng một chiêu thôi là đi một hàng anh em ạ. Tiêu giờ một chiêu thôi là đi một hàng. Có lẽ này mình chỉ cần dùng hai con là có thể thắng được rồi nha các bạn nha. Cầm Kula với Rugal là đủ rồi sao anh nha, đúng không? Kula bạo kích cũng rất đau nha. Kyo có khỏe đúng không? Mặc dù là tư chất thấp nhưng mà nó là main đấy các bạn nhá. 128k đam. Kyo các bạn nhỉ. 474 đam, chết luôn. Có lẽ mình sẽ cầm hai con mình thử hai con cho các bạn xem. Làm thử nhẹ hai con, ba con nghe chừng vẫn hơi mạnh so với quy định đúng không? Đây. Mình thử hai con đây nào, 2 vs 6. Liệu rằng có được hay không? 136k lực chiến và 247k lực chiến. Chúng ta cùng nhìn xem liệu rằng 2 vs 6 này có chiến thắng được không. Với bút khuất bất khuất đến từ Rungo, cùng với đó là Kyo mang cho mình ba chiến hồn rất là ngon. Lên nộ chưa? Rungo có nộ, Kyo cũng có nộ luôn. Toàn thanh niên này rồi. Đó là áp sát và 18.000 sát thương. Có tăng tỷ lệ sát thương vì đánh vào những năng hệ công như các bạn nha. Kyo một đẩy cái chết luôn. Vừa rồi, à, đó là một tình huống hóa giải tốt đến từ vị trí của Athena. À, một tình huống lên skin bị động có hóa giải tốt nhưng mà Rugal đang có bất khuất trên người. Cho nên có lẽ là anh cũng sẽ không sợ những tình huống này đâu. Ui, rồi chết rồi. Không trụ được rồi. Vâng, vì Yuri thêm một lần nữa. Vì Yuri thêm một lần nữa, vừa rồi đó là tình huống hóa giải cực kỳ tốt đến từ vị trí của Athena. Vẫn là một đẩy đi toang một hàng đến từ Kyo các bạn. Cứ một đẩy một hàng. 492 cả đọc. Đó là Kyo. Hình như vẫn còn bất khuất mà. Hết rồi. Úi giời thôi. Một mình Kyo cần đổi cần. Đó là một cú gọi là Penta rồi này. Của Hexakill đúng không? Hexakill. Khủng khiếp. Kyo mỗi phát là một nháy. Kyo mỗi phát là một nháy nha bạn. 136 cả đọc. Lực chiến thắng 250 lực chiến. Tôi buồn thật sự. Ok, chúng ta làm lại một game nữa. Athena có khả năng phá bút à? Ngày trước thì mình chỉ biết là mỗi Athena khả năng phá bút rồi. Bây giờ còn biết cả thêm cả Athena. À, mỗi Kula thôi. Bây giờ lại có thêm cả Athena nữa. Kỹ năng vừa rồi là kỹ năng hình như là kiểm soát siêu à? Phượng Hoàng Tiễn không, vừa rồi là nó có sao, nó có cái giải nhỉ, Athena hay con nào giải nhỉ? Đây đây là các bạn này, đây là các bạn đọc này, đó là các bạn nhìn này,
chị này, xác suất nhất định giúp trị liệu tăng 1,5 lần SSR sau hóa giải tất cả các hiệu ứng bất lợi. Thực ra cái dịch cái này nó hơi si đa một chút đúng không? Đây là các bạn này, có nghĩa là Athena các bạn phải lên tư chất SSR ấy, thì nó sẽ hóa giải tất cả các trạng thái gọi là có lợi của đối phương thì đúng không, bất lợi của bản thân team mình và có lợi của team địch, thì cái này các bạn sẽ dễ hiểu đúng hơn đúng không? Chứ còn ghi là tất cả hiệu quả bất lợi ở đây thì các bạn nghĩ là chắc thì nó chỉ gọi là xóa bút xấu của team mình thôi, ai ngờ lại xóa cả bút đẹp của team bạn nữa đúng không? Chúng ta sẽ cùng xem nốt một trận đấu nữa rồi nghỉ nha các bạn nha. Xem nốt một trận nữa, vừa nãy là Kyo một mình gánh đôi rồi đúng không? Bây giờ không biết là Rugal hy vọng là không bị xóa bút turn này, chúng ta xem nó còn khủng khiếp như thế nào nữa. Chúng ta cùng xem nó còn khủng khiếp như thế nào nữa đúng không? Áp sát vào kỹ đúng không? Có tỷ lệ chống đỡ dành cho Kyo vị trí hàng sau. Đó các bạn nhìn không? Khi mà không bút tăng sát thương thì Kyo không thể nào làm một hàng một nháy được đúng không? Đó là vô chiêu đến từ Kyo của một hit. Google đang sở hữu cho mình khả năng vô địch thì ai cưỡng lại anh là tầm này nữa các bạn. Không phá được bút thì gần như là các bạn sẽ không thể nào động chạm được đến Google. Về sau muốn phá được cái chiến hồn thần thánh thì mình đã chia sẻ các bạn là về sau nó có rất là nhiều boss ngon cũng như là chiến hồn ngon, nên là chiến hồn thần thánh này nó không còn nhiều tác dụng nữa đúng không? Có hóa giải, có áp sát, lại lao vào kỹ luôn, lại là vô chiêu đến từ Kyo. Lượng sát thương lần này có lẽ là đủ rồi, 502k sát thương, nó quá là tuyệt vời luôn. Đem bạn không có nộ à? À có, Kyo lên nộ chưa? Chưa, không ai lên nộ cả. Và tiếp tục là một tình huống tột độ khủng bố nữa đến từ Rugal, vô chiêu đến từ Kyo. Nhưng hiện tại thì anh đang bị câm lặng đến từ ai nhỉ? À có lẽ là câm lặng đến từ chiến hồn nha các bạn nhé. Vì hiện tại mình không nhìn thấy các bạn có con nào có câm lặng cả, nên là khả năng cao là cái câm lặng này đến từ chiến hồn của một con nào đó. Khả năng cao đến từ chiến hồn một con nào đó nhá. Ok, clip này thôi, xin phép tạm dừng lại ở đây. Chúc anh em một buổi tối vui vẻ nhé. Đừng quên nhấn like, subscribe cũng như là ủng hộ kênh YouTube cho em mình Hở Mông nhé. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Bye bye, xin chào. Hẹn gặp lại các bạn trong những clip tiếp theo.